Người dân Mỹ tức giận sau phán quyết xoè năm Wade. Người dân Mỹ tức giận sau phán quyết xoè năm Wade. Hơn 200 người hôm 25 tháng 6 đã tập trung trước tòa án liên bang Boca City ở Houghton, Texas để nói lên nỗi sợ hãi và tức giận của họ, vài giờ sau khi tòa án tối cao lật lại phán quyết xoè về. Wade mang tính bước ngoặt năm 1973, loại bỏ quyền hiến pháp của Mỹ về phá thai. Sinh viên 18 tuổi Olio Zanka hy vọng cuộc biểu tình hôm thứ Sáu chuyển thành một hành động có ý nghĩa. O nói: có cảm giác như mỗi khi có điều gì đó lớn xảy ra, tất cả chúng ta đều thích, chúng ta phản đối và phản đối, và sau đó mọi thứ trở lại về như ban đầu. Tôi hy vọng rằng mọi người không quên điều đó lần này, bởi vì nó sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu chúng tôi không làm bất cứ điều gì. Texas là một trong 13 tiểu bang trong những tháng qua đã thông qua cái gọi là luật kích hoạt hạn chế phá thai sau khi phán quyết của tòa án tối cao về vụ doai kiện Wade bị hủy bỏ. Phán quyết hôm thứ Sáu cũng mở đường cho khoảng một nửa trong số 50 tiểu bang hạn chế rất nhiều việc tiếp cận phá thai.